Khi Tết Trung Thu đến gần, CEO của Thư Chiến tung ra bộ ảnh đẹp trai và ngay lập tức gây sốt trên toàn mạng xã hội và trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của người hâm mộ. Những bức ảnh đẹp lay động tâm hồn này không chỉ thu hút ánh nhìn của người hâm mộ Thư Chiến mà còn khiến cho toàn bộ nền tảng xã hội phấn khích. Đây chắc chắn là món quà ngày lễ đặc biệt dành cho những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Mặc dù Thư Chiến hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong năm qua do lịch làm việc bận rộn, nhưng anh ấy vẫn duy trì việc giao tiếp với người hâm mộ một cách tỉ mỉ khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp. Và năm nay, Thư Chiến bận rộn quay phim cùng với đoàn làm phim, thường xuyên tham gia các dự án điện ảnh truyền hình lớn. Anh ấy rất kín tiếng và hầu như không xuất hiện trong các chương trình tập kỹ, hoạt động ngoại tuyến và các dịp khác. Tình trạng tàng hình của anh ấy trở thành chủ đề nóng trong giới hâm mộ và giới giải trí. Một số tiếng nói bên ngoài thậm chí còn bắt đầu đặt câu hỏi về lưu lượng truy cập của Thư Chiến có giảm hay không. Một số khác thậm chí còn chế nhạo người hâm mộ của Thư Chiến là đuổi theo ngôi sao đơn phương. Tuy nhiên, những lời chỉ trích này là vô căn cứ. Ngay cả khi làm việc khiêm tốn, Thư Chiến vẫn duy trì sự tương tác với người hâm mộ bằng nhiều phương pháp khác nhau. Từ những tài liệu thỉnh thoảng được tung ra trên nền tảng xã hội cho đến những chia sẻ đặc biệt trong các ngày lễ hội quan trọng, Thư Chiến chưa bao giờ bỏ qua sự ủng hộ và kỳ vọng của người hâm mộ. Bức ảnh đẹp đã được tung ra trước đêm Trung Thu là món quà chân thành mà anh ấy dành cho người hâm mộ trong khoảng thời gian làm việc bận rộn. Cho dù đó là tài liệu tinh tế được Siro phát hành thường xuyên hay các hoạt động từ thiện mà anh ấy tham gia, sự quan tâm của anh ấy dành cho người hâm mộ đều được truyền tải. Tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc này chính là sợi dây liên kết quan trọng giữa Thư Chiến và người hâm mộ của anh ấy để duy trì mối quan hệ lâu dài. Và vào mỗi kỳ nghỉ lễ, Thư Chiến sẽ nhân cơ hội này để chia sẻ những cập nhật mới nhất của mình với người hâm mộ bằng cách đăng video hoặc ảnh chất lượng cao. Bức ảnh đẹp trai trong dịp lễ Trung Thu này chính là minh chứng rõ nhất. Nhìn lại sự nghiệp của Thư Chiến, anh ấy luôn khiêm tốn và chăm chỉ, không ngừng tiến bộ trong lĩnh vực của mình và không bao giờ dừng lại. Ngay cả khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, anh ấy không bị làm phiền bởi sự hào nhoáng của thế giới bên ngoài. Thay vào đó, anh ấy dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho công việc của mình và phấn đấu để đạt được sự xuất sắc. Trong mắt người hâm mộ, Thư Chiến không chỉ là một diễn viên mà còn là người của công chúng biết trân trọng, biết ơn và báo đáp. Mặc dù Thư Chiến đóng phim kín đáo trong năm qua, nhưng sự quan tâm và tình yêu của anh ấy dành cho người hâm mộ vẫn luôn nhất quán.